Healthy Food Dietary xin hân ái chào các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ cùng các bạn cách làm bột gia vị ướp thịt heo quay làm tại nhà. Cách làm đơn giản, nhanh lẹ và rất thơm ngon, lại bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguyên liệu gồm có bột bắp, bột ngũ vị hương, bột tỏi, bột hành, bột ớt, bột Montreal Chicken Seasoning và muối. Sau đây là cách làm, xin mời các bạn tiếp tục theo dõi. Dùng một chiếc muỗng cà phê làm dụng cụ đo lường. Múc 4 muỗng cà phê bột bắp bỏ vào một chiếc tô sạch. Bỏ thêm 4 muỗng ngũ vị hương, 4 muỗng cà phê bột tỏi, 4 muỗng bột hành, 4 muỗng bột ớt, 4 muỗng bột gia vị Montreal Chicken Seasoning và cuối cùng là 3 muỗng cà phê bột muối. Bây giờ ta bắt lên bếp một chiếc chảo dặn lửa nhỏ số 3. Bỏ tô bột gia vị hỗn hợp khi nãy đổ vào trong chảo. Vừa rang vừa trộn hỗn hợp gia vị cho đều tay. Tiếp tục rang và trộn đều tay bột gia vị trên bếp trong vòng 10 phút. Sau đó tắt lò để nguội. Như vậy là chúng ta đã làm thành công bột gia vị ướp heo quay ở nhà rồi đó các bạn. Khi bột gia vị đã nguội hẳn, cho tất cả vào một chiếc keo sạch, khô ráo và có nắp đậy. Rồi dùng nhãn viết tên bột gia vị heo quay lên chiếc keo. Niêm yết thời gian chế biến và thời gian hết hạn sử dụng. Xong bỏ vào nơi thoáng mát để dành dùng ăn dần nha các bạn. Chú ý, số lượng công thức này các bạn có thể chia ra làm nhiều lần để sử dụng tùy theo lượng thịt cần dùng. Mỗi miếng thịt heo từ 4 pound đến 5 pound, bạn chỉ cần dùng 3 đến 4 muỗng cà phê bột gia vị heo quay này là đủ rồi nha các bạn. Video đến đây là kết thúc. Xin thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại video sau. Xin các bạn đừng quên bấm nút đăng ký, thích và chia sẻ video để ủng hộ kênh Tasty Food Dietary. Chân thành cảm ơn các bạn.